Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo tài khoản Microsoft Teams dùng email Outlook. Thì cái điều kiện đầu tiên các bạn cần là phải có tài khoản mail Outlook do nhà trường cung cấp. Phải có tài khoản mail nhà trường cung cấp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào mail đã. Đây, chúng ta đã đăng nhập thành công mail do nhà trường cung cấp đây, a.tuấnút. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ đăng nhập theo link. Đây, chúng ta nhập copy cái link này về cho tôi. signup microsoft.com signup. Chúng ta sẽ đăng nhập cái link này, chúng ta đăng ký. Sau khi đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra một cái trang gọi là Office 365 Education, tức là cái bảng dành cho giáo dục. Chúng ta sẽ nhập vào cái địa chỉ email được nhà trường cung cấp cho chúng ta ở đây. Chúng ta nhập đúng nhá, đúng cái email của chúng ta nhá. Đây là nhấn đăng ký này. Thì sau khi mà chúng ta nhập như vậy á, thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail. Nó sẽ gửi chúng ta về cái mail bên 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 kia. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký là mình là sinh viên. Chạ, tất cả bạn sinh viên sẽ kích chúng tôi là sinh viên. Thì sau khi các bạn điền tôi là sinh viên xong thì bây giờ nó sẽ xác nhận là bạn phải tạo tài khoản. Thì các bạn nhập tên vào đây. Họ vào đây. Và các bạn sẽ nhập cái mật khẩu cho bạn đây. Chưa? Cái mã xác minh này. Cái mã xác minh này là như nào? Cái mã xác minh là cái bên Microsoft sẽ gửi đến cái mail tờ nút của bạn một cái mã xác minh. Bạn bắt buộc vẫn phải vào mail. Bạn vào mail vẫn sẽ chờ ở đây. Nó đã gửi đến rồi đây. Đấy. Là 190011. Chúng ta sẽ nhập cái mã này vào. Vào đây. 190011. Được chưa ạ? Và chấp nhận các điều khoản của bên Microsoft. Chúng ta nhấn bắt đầu. Thì sau khi chúng ta nhấn bắt đầu xong thì nó sẽ tạo cho chúng ta tài khoản Microsoft Office 365 Education. Thì trong cái tài khoản này chúng ta sẽ có những cái gì? Thì chúng ta sẽ có, chúng ta cho một chút nó vào. Là đây là cái trang đăng nhập này. Chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái thứ nhất là Word. Ở đây nó có cái gì? Ở đây nó sẽ có Word for Web này, Excel for Web này, PowerPoint này, OneDrive này, OneNote này và Team. Đây, Microsoft Teams của các bạn đây. Các bạn sẽ như thế này là các bạn đã tạo được tài khoản rồi. Các bạn chỉ cần vào là bạn đăng nhập với cái link. Thì sau các bạn sẽ thoát ra, bạn đăng nhập với cái link là office.com. Đấy. Sau khi tạo tài khoản xong thì lần đăng nhập tiếp theo sẽ theo link như là office.com và các bạn đăng ký đăng nhập theo cái tài khoản mật khẩu các bạn đã tạo lúc trước. Thì ngoài ra ở đây các bạn có thể dùng lưu trữ với OneDrive với dung lượng 1TB và rất nhiều các chức năng nữa. Rồi, chúc các bạn vui vẻ.